Mỹ Tâm phô diễn body làm rõ tin đồn mang thai, thẳng thắn chia sẻ trên livestream, có em bé là chuyện vui, không việc gì phải giấu. Mới đây, Mỹ Tâm đã livestream chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai. Theo đó, nữ ca sĩ hoàn toàn phủ nhận chuyện có bầu. Mỹ Tâm cho biết bức ảnh lộ bụng to là do cô tăng cân trong những ngày nghỉ dịch, chứ không phải vì mang thai như lời đồn. Cô nhấn mạnh, có em bé là tin vui, không có việc gì phải giấu. Tôi mà muốn giấu thì không ai tìm ra được đâu. Dạo gần đây tôi có tăng cân thật chứ không bầu 4-5 tháng như mọi người đồn. Có tin vui tôi sẽ tự thông báo, không cần đồn đoán. Người ta muốn còn không có, huống chi phải giấu. Không chỉ thế, ngay trên livestream, cô cũng cởi áo khoác ngoài để phô diễn trọn body, vòng eo thon gọn để đập tan tin đồn mang thai. Không chỉ thế, Mỹ Tâm còn lên tiếng nhắc về Mai Tài Phến. Sự việc lần này tôi phải là người xin lỗi Mai Tài Phến vì bạn ấy bất ngờ bị lôi vào việc này. Các bạn quan tâm đến Mỹ Tâm thì biết Mỹ Tâm thôi, đừng quan tâm thêm người khác. Sau này Mai Tài Phến có dự án gì tôi cũng xung phong tham gia. Tự nhiên cái qua tháng sau cái thành 4-5 tháng liền là sao? Trời, tháng trước là cái hình đó công nhận thiệt chứ. Nhưng mà sau đó thì bây giờ sắp tới á, là các bạn biết là sau dịch là mập ghê lắm. Xong rồi bắt đầu tập cho ốm xuống, nhìn ăn các kiểu đồ, xong rồi mới đi chụp quảng cáo. Quảng cáo xong, bây giờ sắp tới là nào là IC Cook nè, Ngọc Dung nè, T Plus nè, Yakun nè, Tân Á nè, rồi Rosie nè, rồi gì tùm lum hết. Rồi Công Cha thì thèm thấy thương rồi phải nhịn. Xong rồi ví dụ chụp hình quay phim rồi xong rồi phải ốm xuống chứ không thôi là người ta quýnh giá mình, nói sao được. Trời ơi, tưởng tượng đi. Rồi giờ sao, hiểu chưa? Bây giờ muốn lên 16 cộng không? Ý lộn 18 cộng không? Dở lên cho chút xíu nữa coi nè. Hiểu chưa? Hiểu rồi cái gì? Body kiểu này là hiểu rồi cái gì? Cái này là không có áp gì mà làm cho nó nhỏ được đâu nha. Trời ơi, khổ thân dễ sợ. Ai được rồi, tào lao như vậy được rồi đó. Không lâu lâu cũng được dịp khoe body thì cũng được. Eo tự nhiên nha các bạn. Eo này là chưa kiêng ăn đó, kiêng ăn là xuống nó còn thấy thương luôn á. Ok, tào lao vậy được rồi. Ý, trời, nghĩ sao? Mặc áo lại không? Thôi được rồi. À, trời ơi, cái gì đây? Chị em. Yeah. Ok. Vậy các bạn hiểu rồi cái gì? Chị sắp xuất hiện nhiều quảng cáo kìa, vui ghê. Thiệt ra là mấy quảng cáo đó là... À, mình còn một cái quảng cáo mới nữa. Mà cái quảng cáo mới này thì sắp tới mà launch đó, là các bạn sẽ thấy vì sao mà tự nhiên mình ốm lại. Còn cái buổi chụp mà cái hình mà nó mới rò rỉ hôm qua là của tháng trước. Nên thật ra nó không phải là mập như vậy đâu, là do cái áo thôi. Nhưng mà hôm cũng không sao, một chuyện qua rồi cũng không có trách hay là không làm gì hết, bình thường. Đối với mình là những cái việc truyền thông như thế này thì mình cũng sẽ xử lý nhanh gọn lẹ. Để cho các bạn cảm thấy rằng là thôi, đừng đồn đoán cái gì nữa cho mất công ha, mệt, phiền. Không có ai mà tự nhiên bầu 5 tháng xong rồi tự nhiên qua tháng sau nó còn bầu 1 tháng được. Tào lao lắm, nhiều khi mà mình tự nhiên cái mình không biết á, cái mình thấy là sự thật rồi cái mình cũng thấy mắc cỡ đúng không? Thôi coi như là như mình không biết nên mình cái nghề của mình truyền thông thì mình phải làm vậy thôi, nên là mình chấp nhận đó, là mình và mình là người của công chúng thì mình chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà Tâm nghĩ rằng là còn rất nhiều cái để có thể viết ở trên mạng và Tâm cũng không muốn là các bạn viết những cái tin như thế này thất thiệt. Ví dụ có thiệt thì các bạn viết tiếp, ok mình chia sẻ. Trời ơi. Lúc này là mình đang sao nè, 5 tháng rồi mình sẽ như thế nào nè, trời ơi, mình đang thèm Con Cha, trời ơi, mình đang thèm một ly sinh tố gì đó. Là ví dụ như vậy là kiểu khác ha, không, nói chung đại khái là vậy. Nhưng mà còn bây giờ là các bạn viết những cái tin mà nó không có lên, xong rồi cái sầu quần miết á, là nó làm phiền người đọc ghê lắm lận. Người ta không có thích đọc những cái tin như vậy đâu. À không, thích. Nhưng mà vấn đề là một lần cho vui như vậy là lâu lâu các bạn tự làm vậy vui được rồi. Chứ còn tự nhiên cái...